chào tất cả mọi người. Hôm nay Duy xin giới thiệu tới tất cả các bạn một cái ghế spa mới, đó là ghế Lamira. Điểm đặc biệt nhất của ghế Lamira là The One Jet. The One Jet là 100% disposable, có nghĩa là sau khi quý vị dùng xong, quý vị có thể bỏ hết tất cả và có thể bỏ luôn cả cái jet luôn. Không giống như hồi xưa khi quý vị dùng những cái jet khác là sau đó quý vị phải đem ra ngoài, sau đó phải rửa chùi nó và sau đó mới dùng lại được. Cái One Jet đó là chỉ dùng một lần xong và bỏ. Sau đây Duy sẽ hướng dẫn cách dùng The One Jet. Muốn dùng The One Jet chúng ta cần 3 thứ. Thứ nhất là liner, thứ hai là The One Jet và thứ ba là O-ring. Cái O-ring này Duy sẽ chỉ cho các bạn cách xài. Thì thứ nhất chúng ta sẽ mở liner ra và gắn vào. Sau khi chúng ta gắn cái liner xong thì chúng ta dùng cái O-ring, chúng ta gắn vào cái lỗ này rất dễ, và chúng ta dùng cái ngón tay để đục cái lỗ đó quý vị, rất là dễ ha. Thì sau đó chúng ta sẽ dùng The One Jet của Gulfstream 100% disposable và chúng ta gắn vào cái model của cái ghế, chỉ vậy thôi, rất là dễ dàng. Sau khi chúng ta gắn The One Jet xong thì chúng ta sẽ mở nước. Quý vị để ý là chỉ để nước dâng tràn qua cái One Jet một chút thôi, khoảng ở mức này nè. Và bây giờ chúng ta sẽ mở cái motor. Chúng ta chỉ cần nhấn cái nút che này nè, đó. Nhấn cái nút che. Sau khi chúng ta làm xong hết tất cả những dịch vụ và chúng ta đã xả nước xong, điểm đặc biệt của One Jet 100% disposable là chúng ta không cần phải lấy nó ra rửa hay gì hết. Chúng ta cứ để nó nguyên ở trong cái liner và chúng ta gói ghém lại cái liner này cùng với The One Jet và cái O-ring ở trong, rất là dễ. Đó, quý vị thấy không? Và sau đó chúng ta dục vào thùng rác. Một trong điểm đặc biệt của ghế Lamira là cái footrest này, là cái bậc để chân khách ngồi. Bậc để chân này rất là đặc biệt quý vị. Những khách nào mà chân dài, chân thon dài thì có thể ngồi để chân lên cái footrest này. Và nếu mà họ muốn nâng cái chân của họ lên cao thì chúng ta chỉ cần gỡ này lên, sau đó gắn vào. Rất là dễ xài. Còn gặp những cái trường hợp mà khách mà họ hơi nhỏ con một chút, chân của họ hơi ngắn một chút, thì chúng ta chỉ cần xoay cái footrest này lại thôi. Thì bây giờ Duy vừa mới chỉ các bạn cách để cho nó xuống. Và sau đó quý vị muốn xoay thì rất là dễ, chỉ cần xoay nó qua. Xoay nó qua. Ha. Và nếu mà họ muốn nâng chân của họ lên thì chúng ta chỉ cần lấy nó lên, để nó xuống. Chỉ vậy thôi, rất là dễ. Phải không? Chân dài, chân ngắn đều xài được ghế Lamira. Đó, các bạn thấy không? Xoay. Xoay. Đó, xoay. Xong rồi sau đó hạ xuống.